Xin chào các bạn, các thương hiệu âm thanh như JBL, Wharfedale thì đều có một cái nhánh chuyên nghiệp, đó là JBL Professional và Wharfedale Professional, mà chủ yếu anh em trong giới nghệ sĩ, sản xuất âm nhạc rồi hội trường sân khấu lớn thì biết đến nhiều hơn là người dùng phổ thông chúng ta. Vì các cái hệ loa chuyên nghiệp này trước đây mà muốn dùng thì cần sẽ phải ghép nối với cả mixer này để lấy phần hiệu ứng âm thanh và tùy chỉnh equalizer khi mà chúng ta đưa nhiều nhạc cụ vào cùng một lúc, nên nó sẽ không phù hợp để dùng cho gia đình. Nhưng hôm nay mình sẽ gợi ý cho các bạn một cái giải pháp rất hay, cực kỳ dễ dùng, kết nối nhạc vào cũng không cần dây, để chúng ta có thể dùng được những cái hệ loa chuyên nghiệp này cho mục đích là hát karaoke và nghe nhạc ở gia đình mà không cần dùng đến mixer này, không cần dùng đến vang rời, không cần âm ly rời, và quan trọng nhất là giá của nó hợp lý. Nó chỉ từ 10 đến 18 triệu đồng để hát cho một cái phòng hát gia đình từ 30 đến 100 m2. Bên cạnh mình đây là một cái dàn karaoke 18 triệu đồng. Nhưng chỉ cần là hai loa active liền công suất, đó là Wharfedale Pro AX12BT đó, và để hát thì một cặp mic như thế này là xong. Đấy, một cặp mic này là cặp mic Excelvan Z2 Pro. Điều đặc biệt nó nằm ở cái mic Excelvan Z2 Pro này. Nếu như mà không có nó thì chúng ta sẽ không hát được với dòng loa biểu diễn kiểu như thế này. Khi mà chúng ta dùng với mic thường là không được. Đó. Nhưng cụ thể cái dàn karaoke này nó sẽ dễ sử dụng như thế nào này, nó hát hay tới đâu và nó có những cái tính năng gì mà mình cho là hay ấy, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn ngay ở phần tiếp theo nhé. Ok, vì toàn bộ cái dàn karaoke mình phối ghép ngày hôm nay ấy, sẽ có chỉ là hai loa active liền công suất như thế này và hai cái mic không dây như thế này là xong. Nên là mình sẽ lướt nhanh qua cái phần thông số kỹ thuật của hai cái thiết bị này nhá. Mình sẽ lướt qua phần thông số kỹ thuật của cái loa Wharfedale này trước đi. Cái loa Wharfedale này các bạn sẽ thấy là bên ngoài nó làm từ nhựa, nhưng mà cái nhựa này là nhựa polypropylene. Cái đặc tính của nó là nó siêu cứng và nó chịu được nhiệt độ cao. Đó, bây giờ mình với cân nặng của cái loa này mỗi bên là 15 cân. Kích thước thì lần lượt sẽ là chiều cao là 60 cm, ngang là 38 cm và sâu là 35 cm. Mình sẽ quay thử xung quanh để các bạn xem. Đấy, hai bên này nhá thì nó sẽ có tay nắm, và ở trên này nó cũng có tay nắm này. Đấy, để chúng ta có thể xách đứng hay là xách ngang đều được. Còn bây giờ quay xuống phía dưới cái loa thì chúng ta sẽ có 4 cái chân cao su, và ở giữa 4 chân cao su sẽ là một cái lỗ để chúng ta cắm lên cây đưa cái loa này lên cái cục súp trầm là T-Sup AX15, nó cũng của Wharfedale. Chúng ta ghép thêm trong trường hợp là chúng ta muốn biểu diễn ngoài trời. Bây giờ quay sang mặt trước của loa thì ở phía dưới đây chúng ta sẽ thấy một cái logo là Wharfedale Pro, nó sẽ phát sáng màu xanh blue như này khi chúng ta bật nguồn. Còn ẩn sau cái tấm lưới thép này sẽ là hai cái củ loa, tấm lưới bằng thép này. Chúng ta sẽ có ở phía trên là một cái củ loa trap đường kính là 2,5 cm được đặt trong một cái họng kèn khuếch tán âm, và cái loa trap này nó là dạng loa nén các bạn nhá, nên là nó kêu rất là to. Còn cái màng loa này nó sẽ làm từ vật liệu là titanium. Cái loa trap này nó được kéo riêng bởi một cái âm ly class AB, công suất thực là 100W cho riêng cái loa trap. Class AB thì chúng ta sẽ được lợi cái gì? Chúng ta sẽ có cái tiếng trap nó tơi và nó tách bạch, nó chi tiết hơn là sử dụng class D cho cái loa trap này. Class D nó có sức mạnh nên là người ta sử dụng cho cái loa trung trầm ở phía dưới. Cái loa trầm phía dưới này nó sẽ có đường kính là 30 cm, màng giấy gân cao su, và công suất cái âm ly class D kéo cho con loa súp ở phía dưới là 250W. Như vậy là loa nó sẽ được đấu nối âm ly theo chuẩn là biamp cho công suất thực mỗi bên là 350W, và công suất mắc đỉnh nó đạt ngưỡng là 700W. 700W là một kênh nhá. Ở đây chúng ta ghép hai loa thì công suất đỉnh của nó là 1400W cho một hệ thống như thế này. Và có thể là vì cái công suất nó khá lớn như vậy nên là hãng đặt tên cho cái loa này là Taurus, tức là con trâu. Còn bây giờ mình quay sang mặt sau của loa để các bạn xem đi. Đó, ở phía sau loa đây thì chúng ta sẽ có hai đường line vào này. Đường line 1 thì chúng ta có thể cắm được qua jack XLR hoặc là jack 6 ly ở đây đều được. Và chúng ta có một công tắc chọn để trong trường hợp chúng ta cắm mic thì chúng ta gạt lên trên. Nó còn cắm line nhạc thì chúng ta gạt xuống dưới. Đó, cắm mic thì gạt lên trên này. Còn ở đường line 2 chúng ta có thể cắm được jack XLR hoặc là jack RCA trắng đỏ đây. Đó. Và hai kênh này sẽ có hai cái nút chỉnh âm lượng riêng biệt luôn cho từng kênh. Và các bạn lưu ý là cái kênh 2 này nhá, nút vặn này nó không những là chỉnh âm lượng cho kênh 2 mà nó còn chỉnh âm lượng cho kênh nhạc Bluetooth và nhạc đưa vào qua USB. Vì ở đây nó có một cái lỗ USB này, chúng ta có thể đưa nhạc chuẩn là MP3 vào cũng được, hoặc là thậm chí là nhạc lossless chất lượng cao luôn, đó là chuẩn FLAC hoặc là chuẩn WAV đưa vào đây chơi được hết. Và vì nó kết nối được Bluetooth nên ở đây chúng ta sẽ có một nút kết nối Bluetooth, các bạn ấn vào đây giữ 2 giây là cái đèn xanh ở trên này nó nhấp nháy là các bạn nối được. Còn có một cái rất hay mà ít người để ý, đó là cái loa này nó có thể truyền nhạc không dây qua cái loa thứ hai, có nghĩa là chúng ta có thể ghép nối hai cái loa này cùng một lúc và không cần dây luôn, bằng cách là chúng ta ấn vào đây hai lần này. Đó, nó sẽ chuyển sang chế độ là TVKS để chúng ta ghép nối hai loa cùng một lúc. Nhưng mà các bạn lưu ý nhá, ghép nối hai loa không dây như này nó chỉ truyền nhạc khi mà các bạn đưa vào qua Bluetooth thôi, còn khi mà các bạn đưa nhạc vào qua line 1, line 2 này là nó không truyền không dây được sang loa thứ hai đâu. Chính vì thế nên là khi mình hát karaoke mình sẽ sử dụng cái đường line out ở đây này, mình cắm sang cái loa thứ hai, sang loa thứ ba, sang loa thứ tư, nhiều loa thông qua cái đường này thì chúng ta mới hát karaoke được với nhiều loa. Còn nghe nhạc thì chúng ta ghép không dây như cái công nghệ mình vừa nói là được. Ở trên đây này chúng ta có cả nút chỉnh treble, chỉnh bass, chỉnh equalizer theo sở thích nghe nhạc mỗi người. Đó, và cuối cùng là các cái nút tua bài và nút pause play. Các cái nút chỉnh này nó chỉ sử dụng cho nguồn nhạc vào qua USB hoặc là qua Bluetooth thôi các bạn nhé. Đây nó ghi rõ này. Đó. Ok, và chắc chắn thì các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là TV thì chúng ta đưa nhạc vào loa bằng cách nào? Mình thì sẽ đưa cho các bạn 3 cách. Đó. Thứ nhất là nhạc sẽ được truyền vào loa không dây qua Bluetooth. Đấy, nếu như mà TV của chúng ta có Bluetooth. Còn nếu không, TV mà chúng ta có lỗ cắm tai nghe chẳng hạn thì chúng ta có thể là cắm từ lỗ cắm tai nghe TV đưa thẳng vào lỗ RCA phía sau loa là xong. Đấy, các cái dây này thì khi lắp đặt thì bên mình đã có tặng đủ rồi. Chỉ có những cái TV mà vừa không có Bluetooth này, vừa không có lỗ cắm tai nghe thì các bạn sẽ cần phải mua thêm một cái hộp chuyển đổi âm thanh, là chuyển từ cáp quang, chuyển từ HDMI ra cái đường âm thanh RCA để cắm vào loa. Hộp này thì có nhiều loại nhưng mà TV thì các bạn cũng chỉ nên dùng các cái bộ chuyển đổi phân khúc khoảng 700.000 đến 1 triệu thôi. Vì rẻ quá ấy, thì nó làm giảm chất lượng tín hiệu âm thanh, còn cao quá thì nó lãng phí, nó không tận dụng được hết. Đấy. Mình thì thường chọn lắp cho khách hàng là những cái bộ chuyển đổi DAC, bộ chuyển đổi của Kiwi, ví dụ như cái mã FX9 này nó có ở phân khúc giá nó khoảng 900.000 đồng. Cuối cùng thì để hát karaoke chúng ta sẽ cần bộ xử lý tín hiệu hiệu ứng vang nhại. Nhưng mà thiết bị bên ngoài thì thường to và nhiều nút vặn, nó không phù hợp và nó khó sử dụng cho những người dùng phổ thông. Nên cái bộ mic không dây Excelvan Z2 Pro đây này, nó sẽ xử lý được cái vấn đề đó. Trên tay mic này nó sẽ có nút để chúng ta vừa hát vừa chỉnh nhại nhiều hay nhại ít này, chỉnh được độ nhạy của mic là bắt tốt hay không này, và chỉnh được âm trầm, âm bổng theo giọng hát mỗi người. Nên cả bộ hát này chúng ta chỉ cần mỗi loa và hai cái mic không dây như thế này là đủ. Mic Excelvan thì nó nổi tiếng với cái mẫu K18V cho loa Bluetooth và cái mẫu Z1 Pro đời trước rồi. Còn cái đời mới là mic Z2 này thì nó sẽ có chất âm tốt hơn nữa. Mình sẽ làm video để so sánh âm thanh giữa các đời mic Excelvan cho các bạn sau. Tóm lại thì khi mà phối ghép một cái bộ loa karaoke như thế này thì mình thấy ưu điểm của nó là nó rất gọn gàng này, nó dễ sử dụng và cái mức đầu tư thì nó không quá cao, nhưng cái công suất thì nó lại đủ lớn cho những cái phòng hát diện tích rộng hoặc là những cái hội trường dạy học hàng trăm mét vuông. Đó. Đặc biệt là khi mà chúng ta mang được cái hệ loa biểu diễn thuộc dòng chuyên nghiệp professional này về dùng cho gia đình thì nó sẽ mang lại âm thanh là hay hơn những cái bộ loa phổ thông. Đó. Cụ thể nó hay như thế nào ấy thì bây giờ mình sẽ cắm cái cục thu mic này vào đằng sau loa và sẽ hát thử cho các bạn một đoạn để các bạn biết được cái chất lượng âm thanh của cái cặp mic không dây này khi mà chúng ta kết hợp với bộ loa Wharfedale Taurus AX12MBT này, nó sẽ hay tới đâu thì mình sẽ thử hát luôn. Hệ thống loa hát active kiểu này thì bên mình cũng có nhiều loại. Nên các bạn có thể là qua để thử trực tiếp ở các cái showroom của Điện tử Linh Anh ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình thử nhạc luôn nhá. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Khi đôi môi em còn đỏ mỏng, em muốn nói em yêu anh. Khi đi men một trong hơi thở, lời gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai mắt em hay, em nói em say tiếng đàn, vậy lời gần hôn anh đi, lời gần hôn anh sẽ đến mặt trời. Đợi gần hôn anh, hãy em để anh chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chỉ anh ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời, thành vị ngọt trên đôi môi. Lại gần hôm nay, anh sẽ đến mặt trời. Lại gần hôm nay. thật xa.